À, công nhận lâu lâu được nghỉ ngơi một bữa ở nhà, ngồi uống trà, thật là nó thoải mái. À, Minh à. Dạ. Ra nói cái này coi. Dạ dạ. Em giỡn tay xíu. Dạ, sao anh? Em đang nấu cơm sao? Sao gì Minh? Dạ. Mình sao vậy? Ủa, sao là sao, em bình thường mà. Mình ngồi xuống đó đi. Dạ. Gì anh? Ngồi xuống, ngồi đàng hoàng xuống. Thì nè, em đang ngồi đàng hoàng nè. Tôi hỏi mình một câu thôi. Chuyện gì? Mình đang sống ở đâu? Thì sống thành phố. Đã gọi là thành phố rồi. Vậy thì cớ làm sao? Cớ làm sao? Cớ làm sao mình vẫn mặc bộ đồ này? Thì bà ba. Trời ơi, mình làm ơn giùm tôi một cái. Hả? Bây giờ mình thay giùm tôi những bộ đầm này nọ lên, cho nó lộng lẫy lên, người ta nhìn vô người ta đánh giá. Người ta nói tôi là chồng mà không lo được cho vợ cái miếng ăn mặc như vậy. Anh này tự nhiên rồi. Có gì đâu thì đó giờ em đâu có mai đầm gì đâu. Ở nhà mình, ở quê mình em quá trời bà ba luôn. Nhưng em mà ở đây là Sài Gòn. Sài Gòn. Hiểu không? Đừng có mang cái chuyện với quê đây nữa. Mình bỏ hết cho tôi. À không, nếu mình tiếc đúng không, thồn hết vô trong bao chí, gửi về quê nhà đó cho người ta mặc, hiểu không? Còn làm ơn thay những cái simi lộng lẫy như tôi, nghe chưa? Em ở nhà Hello Kitty chẳng hạn, phải không? Cho nó trẻ trung chút xíu nghe. Còn giờ nè, đi ra ngoài chợ ù ra ngoài đó. Hôm nay tôi muốn ăn cơm là canh chua cá lóc nè. Dạ. Hủ qua dồn thịt nè. Dạ. Cho mua miếng cá ngừ sốt cà trong đó nha, với thịt chiên. Dạ. Ừ, vậy thôi. Dạ, nhưng mà em lỡ em đi chợ hồi sớm rồi anh ơi. Ủa, bà đọc được những ý nghĩ của tôi luôn hả? Dạ không có, em sáng đi chợ em lỡ mua những món khác rồi. Sao vậy? Sao vậy? Đứng lên, đứng lên. Dạ, sao anh? Ngồi xuống đó đi, tôi nói chuyện xíu. Hả? Trời ơi, sao nữa anh? Ngồi im rồi đó. Dạ em im nè. Tại sao đi chợ mà không hỏi ý kiến của tôi? Tôi thích ăn cái gì tôi làm. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà. Tôi chỉ muốn ăn cái món ăn ngon để tôi thư thả đầu óc, để ngày mai tôi lấy cài bừa quốc bổng ở ngoài nữa, hiểu không? Rồi tại sao lại tự ý như vậy hả? Thì em cũng có hỏi ý kiến anh rồi, xong anh kêu em là thôi em tự quyết đi, rồi thành thử ra em đi chợ em mua đại luôn. Dù gì vắng nữa, tôi nói là trong lúc đang bận công việc thôi. Dạ. Mình vẫn phải hiểu ý tôi chứ. Dạ. Mà tại sao tôi chồng tôi nói cái gì mình cũng nhảy vô họng tôi, mình nói trơn là trọi vậy sao hả? Em tính giải thích cho anh hiểu. Đó, không có nhân nhị gì cả. Tôi vừa mới nói xong mình lại nhảy họng vào. Quên, nhảy vào họng. Dạ. Bà làm tôi rối với bà luôn à. Rồi bây giờ không nói gì nữa hết trơn á, nghe chưa? Nhớ gì tôi nói chưa? Dạ, anh ơi. Sao? Nhưng mà mình hết tiền chi tiêu tháng này rồi. Mình mới nói cái gì? Em hết tiền chi tiêu tháng này. Trời, tôi mới ký duyệt cho mình 10 triệu bạc để mà mình xài, mà bây giờ mình để đâu hết rồi? Mình xài cái gì? Rồi tôi hiểu rồi. Cái này là mình định giấu tiền mình làm cái gì đúng không? Không có. Tại sao không nói trước tôi cho chi thêm cho làm cái gì mà phải làm vậy cho nó kỳ cục vậy? Không phải, đúng là anh đưa cho em mỗi tháng 10 triệu thiệt, nhưng mà anh coi em phải chi tiêu rất là nhiều thứ. Tiền điện, tiền nước, tiền con cái đi học, rồi tiền ăn, tiền uống, tiền sữa cho con, rồi tiền chi tiêu của gia đình mình, đủ thứ hết á. Rồi hồi tháng rồi con mình nó bệnh nữa anh. Thành thử ra là em xoay không có được. Xoay không được. Dạ. Anh ơi, em tính đâu là vậy nè anh. Anh cho em đi làm để em phụ anh nghe. Bà làm tôi hết cái này tới cái nọ là sao hả? Dạ. Tôi chưa kịp chống đỡ bà cái này, bà tấn công tôi khác liền. Không em... Bà đi làm là sao? Bà muốn bôi cho chát chối mặt tôi hả? Để người ta đi ra ngoài đường đi làm vậy, người ta nhìn vô tôi nói là cái thằng này là không biết lo cho gia đình, không biết lo cho vợ nó, để vợ nó phải đi ra ngoài cài bừa quốc bổng bên ngoài như vậy hả? Không phải anh ơi, ý em không phải như vậy. Tại vì em không có muốn là em làm gánh nặng cho anh. Có một mình anh rồi anh phải làm lụng vất vả. Mà ở trên đây nè, trên thành phố á, mình sống cái gì nó cũng đắt đỏ. Nãy giờ những bà cái món đi, mà... Bà ngưng ngay đi, bà đừng có lý do lý luận như đây chàng ạ. Hả? Tôi hiểu lý do tại sao bà đi muốn ra ngoài làm việc rồi. Anh hiểu hả? Hiểu dạ. Chứ bà có thằng nào bên ngoài đúng không? Trời ơi. Đúng không? Thằng nào? Đúng chưa? Nè tôi nói bà nghe, tôi cần thực đây nè. Cái đầu thằng này nó nhạy lắm, chưa đến mức độ mà là kiệt quệ suy nghĩ trong đầu óc đâu, nghe chưa? Bà nghĩ sao vậy hả?
Người ta bây giờ mà đậu tiến sĩ thủ khoa cái gì ở bên ngoài đường à, mà đang thất nghiệp rồi. Bà đây dưới quê lên bà biết cái gì mà bà đi làm hả? Trời, em thấy anh càng nói càng hồ đồ à. Gì, cô còn chửi tôi hồ đồ nữa hả? Hả? Xin lỗi, cô hồ đồ không nào nhận ra những cái mà sai trái của cô đâu hả? Chứ là tại sao cô nói đi, cô nói đi hả? Tại sao cô nhất quyết phải đi làm? Không đi làm lấy tiền đâu trả nợ. Ủa chú sao? Gì? Tự nhiên chú ngồi đi. Tự nhiên gia đình con chú không biết thì chú nhảy vô chú nói gì nợ nần là sao? Trời ơi, có gì mà không biết, chú quá hiểu luôn. Chỉ con cái là ủa sao vậy con? Sao không nói cho chồng con biết đi? Con cứ chịu đựng đau khổ gì hoài vậy? Thôi đi chú ơi được rồi, chú đừng có nói ra. Tại vì có nói thì anh cũng có chịu hiểu cho con đâu chú. Trời ơi thôi. Ủa gì là sao? Có gì đâu mà không hiểu. Có nghĩa là vậy. Giấu chuyện gì? Giấu cái chuyện gì? Cái chuyện của con á. Mỗi tháng con đi làm vẫn đưa nó 10 triệu, con tưởng 10 triệu nó lớn lắm hả? Trời ơi, nó lo biết bao nhiêu tiền. Nào là tiền học phí cho con nè, rồi tiền sữa cho con nè, rồi tiền điện, tiền nước nè, rồi tiền ăn, tiền uống, tiền chợ, tiền búa, đủ thứ tiền á. Mà sống ở đây chứ đâu phải dưới quê đâu con. Trời ơi, 10 triệu đâu có thấm tháp vào đâu đâu. Con tưởng là mình cuộc sống ở đây chi tiêu giống như dưới quê chứ. Trời ơi, sao giống được, nó gấp đôi luôn. Cái gì nó cũng dội lên gấp đôi á, hiểu không? Đó, thở vậy cho nên vợ con á là mặc dù là đã chi tiêu rất là tiết kiệm rồi, nhưng mà chú thấy chú biết là rõ ràng vợ con không thể nào mà trụ nổi á. Cuối cùng là vợ con có đi mượn vay đầu này đầu nọ, cuối cùng thiếu nợ. Giờ nếu mà vợ con không đi làm lấy tiền đâu trả nợ cho người ta. Cái gì? Mà cái chuyện đó vợ con âm thầm chịu đựng, nó giấu con đâu dám nói cho con biết đâu. Sao em không nói những cái này cho anh biết trước? Sao mà dám nói được? Tại vì sao? Bởi vì con khó tánh quá, con gia trưởng, con già sớm vậy hả? Bớt lợi đi con. Trời ơi, mỗi lần nó nói gì con đâu chịu nghe đâu. Đó, nãy chú vô chú tính nói cho con nghe mà con còn không chấp nhận nữa mà. Thì bây giờ con mới hiểu ra, đúng không? Bớt lợi đi con, bớt khó khăn, bớt gia trưởng lại, hiểu không? Thôi cho anh xin lỗi nghe. Anh không biết trong thời gian qua là em phải chịu đựng vất vả gì anh như vậy. Em cũng xin lỗi anh. Cái này á, là lỗi tại em thiệt. Em thấy là chi tiêu không có ổn rồi. Nhưng mà anh cũng lu bu công chuyện quá. Rồi cái em chưa có tìm được dịp, tìm được cơ hội để em tâm sự thiệt với anh. Rồi thành ra đối đế quá, em mới phải đi vay đầu này đi mượn đầu kia để mà em đắp đổi, phụ lo cho chi tiêu trong gia đình mình. Để giờ thành ra cố sự như vậy. Anh ơi, em cũng không muốn làm gánh nặng cho anh. Thành thử ra anh đồng ý cho em đi làm nghe, để em phụ thêm cho anh ha. Con cảm ơn chú Sáu nhiều nha. Nhờ chú hôm nay qua nói con mới hiểu được cái vợ con là như vậy như vậy. Chứ mà thiệt con không, cứ giấu con vậy con không biết chắc cái nhà con hồi banh hồi nào, con không biết hạnh phúc mất hồi nào không biết luôn á. Thôi nếu hai chồng hiểu là chú cũng mừng. Bởi vậy con biết sao, đây không phải là cái khó khăn của hai chồng con đâu. Mà chú thấy đa số các cặp vợ chồng trẻ bây giờ á, mà quản lý bao nhiêu chi tiêu rồi sinh hoạt phí rồi kia nọ, nói chung là tao bố bây giờ ai cũng đều giống nhau, cũng đều gặp những cái khó khăn đó hết. Nhưng mà điều quan trọng là sao? Là vợ chồng biết chia sẻ, biết động viên giúp đỡ lẫn nhau là cái gì cũng vượt qua hết. Bây giờ ta nói là đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Dạ. Dạ, tụi con hiểu rồi, tụi con cảm ơn chú. Cảm ơn, được rồi, đừng làm tao ngại. Kỳ quá. Cảm ơn chú nhiều nghe. Thôi được rồi, để mua cho. Thôi, sáng mua rồi, giờ mua nữa, anh chạy xe cũng trúng có bánh, tiền. Trúng bánh mà nè, trúng bánh. Vậy hả? Cho hai vé, hai vé. Giờ nè, anh lựa đi. Thôi khỏi lựa, bà cái số tàu trúng của bà đưa được rồi, khỏi lựa.